chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như thường lệ, trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Lễ hội đền Cơn đậm đà bản sắc văn hóa vùng biển. Lễ hội cầu an cho bản, cho mường, nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc huyện miền núi vùng cao Kỳ Sơn. Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc chủ động với cơ chế tự chủ. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội đền Cơn được đánh giá là lễ hội truyền thống thuộc loại cổ xưa nhất của xứ Nghệ, thu hút hàng vạn du khách thập phương về tham dự mỗi năm. Từ phản ánh đời sống sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của người dân Biển Quỳnh đến việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cả một quá trình dài mà chủ thể là những người dân vùng biển đã nỗ lực để bảo tồn và phát huy những nét đẹp riêng có của lễ hội này. Theo thần phà, sắc phong và các tài liệu lịch sử ghi lại, đền Cơn được xây dựng vào năm 1235 đời nhà Trần, trong thờ tứ vị thánh nương. Trước đây, lễ hội đền Cơn được nhân dân tổ chức hàng năm, cầu mong một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt nhiều hải sản, cầu lộc, cầu yên, là một sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền mang đậm sắc thái địa phương của các làng ven biển Quỳnh. Với những giá trị to lớn đó, năm 1993, đền Cơn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Một số hạng mục được tái tạo và khôi phục lại khang trang. Đi lễ hội đền Cơn em thấy nay mọi người đều đông vui và nhộn nhịp và tưng bừng, là em thấy vậy là đẹp rồi. Đầu năm đi lễ em thấy đi đền Cơn cũng cầu lộc, cầu tài rồi cầu linh thiêng cho mọi người. Điểm nhấn tâm linh trong mùa lễ hội đền Cơn hàng năm là lễ cầu ngư. Để thực hiện nghi lễ này, sáng sớm ngày 21 tháng Giêng âm lịch, các đoàn rước di chuyển từ đền Cơn trong theo đường bộ. Từ bến Lạch Cơn, nhiều tàu cá được trang hoàng lộng lẫy di chuyển từ phía nam bờ biển Quỳnh Phương, giáp xã Quỳnh Liên. Khi hai đoàn rước gặp nhau, nghi thức lễ cầu ngư được thực hiện. Dưới sự giao hòa thiêng liêng của đất trời và biển cả, đội nghi lễ đền Cơn đã dâng tấm lòng thành với nhiều sản vật của địa phương, cầu cho mưa thuận gió hòa, một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt nhiều hải sản. Đối với năm 2017 ấy, thì là một cái lễ cầu ngư đầu năm của phương ấy, thì cũng là cầu được trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa đấy, và cầu cho cái nghề khai thác được mùa để bà con ngư dân bám biển khai thác đạt hiệu quả và có trách nhiệm vừa khai thác vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ quốc thiêng liêng. Lễ hội đền Cơn còn để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách thập phương với nhiều phần lễ như lễ khai quang, lễ ít cáo, lễ khai hội, lễ hợp tế, lễ ít vị, lễ đại tế và lễ tạ. Phần hội gồm triển lãm ảnh, chương trình văn nghệ, hội thi tiếng chim hót chào xuân, thi đấu các môn thể thao như đua thuyền, bóng chuyền, đẩy gậy, đấu vật, bóng chuyền, kéo co, kẹp bóng, cờ người và các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương như nướng bánh, nướng cá, chèo thuyền trên cạn. Trong vài năm trở lại đây, thị xã Hoàng Mai còn cho khôi phục, dàn dựng lại tục rước voi, rước ngựa đã bị mai một, quên lãng cách đây 40 đến 50 năm. Năm nay thì có một cái mới là được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cho nên cái quy mô tổ chức năm nay là sẽ rộng và quy mô hơn, tiếp tục phát huy cái truyền thống của lễ hội hàng năm. Và sắp tới thì trong chương trình năm 2017, Ủy ban thị xã đã có cái chương trình hành động để phát huy và giữ gìn cái lễ hội đền Cơn là cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cùng với nhiều hoạt động khác, trò diễn trận thủy chiến gắn với truyền thuyết dựng đền, có quân xanh, quân đỏ giao chiến trên một dải núi non hiểm trở từ làng Ói về đền Cơn được tổ chức 3 năm một lần. Trong đó có tục chạy ói là nét riêng của lễ hội đền Cơn. Đây là lễ hội tiêu biểu nhất của vùng biển xứ Nghệ và đền Cơn. Biển Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai đang là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa khi về thăm xứ Nghệ. Lễ hội đền Cơn là nét tín ngưỡng văn hóa của người dân vùng biển suốt hàng nghìn năm, trải qua thời gian đã được nhân dân gìn giữ và phát triển đến ngày hôm nay. Đến với lễ hội đền Cơn, người dân sẽ được hòa mình vào phần nghi lễ linh thiêng và phần hội đặc sắc. Đó là những cảm nhận khó quên đối với những người dân đã đến với lễ hội đền Cơn dịp đầu xuân năm mới Đinh Dậu này.
Tạm biệt lễ hội đền Cờn mang đậm bản sắc vùng biển, chúng ta cùng đến với đồng bào các dân tộc vùng cao Kỳ Sơn với lễ hội cầu an cho bản, cho mường hay còn gọi là hội xên bản, xên mường. Đây là những nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ từ bao đời nay và trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thái Khơ Mú ở Kỳ Sơn. Ngày xuân là khởi đầu của một năm mới với những hy vọng về một năm mới tốt lành, mùa màng bội thu. Đây cũng là lúc nhiều địa phương tổ chức các lễ hội vui xuân sau Tết Nguyên đán. Sau những ngày đón xuân vui vẻ, bà con nhân dân bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm lại nỗ lực tổ chức lễ hội cầu an cho bản mường với mong muốn gửi gắm vào đó những ước vọng lớn lao về một cuộc sống bình yên, no ấm. Nếu phần hội là những trò chơi dân gian, vui chơi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thu hút sự tham gia đông đảo của bà con thì trong phần nghi lễ chính lại do ông Mo, bà Mo chủ thực hiện. Lễ vật do người dân trong bản đóng góp, cốt cúng phải có thịt lợn, thịt gà, xôi và rượu. Ông Mo hoặc bà Mo khấn 7 lần, mời các vị thần, tổ tiên về dự lễ để phù hộ cho bà con dân bản. Sau khi lễ vật được sửa soạn đầy đủ, gồm rượu, thịt, xôi bánh kẹo, dâng lên các vị thần linh như thần sông, thần núi, thần thổ địa, thần cây quản ruộng nương, các linh hồn người có công dựng bản và những linh hồn của những người trong bản mường đã mất về dự, ăn, nhận các lễ vật do bản, con cháu dâng lễ, đồng thời cầu mong tổ tiên, thần linh ban phúc, phù trợ cho bản mường bình yên, làm ăn suôn sẻ, con người khỏe mạnh, ngô lúa sinh sôi, gia súc, gia cầm đàn đàn, lớp lớp. Khấn xong, mau chủ và các vị chức sắc cùng dân bản vái lạy tổ tiên và các vị thần. Hàng năm, sau khi kết thúc Tết Nguyên đán, các hoạt động lễ hội cầu an cho bản, mường lại bắt đầu. Để chuẩn bị đồ cúng tế, ngay từ sáng sớm, những thanh niên trai tráng, những già làng đã tập trung đông đủ để chế biến đồ lễ cúng. Đàn ông mổ lợn, mổ gà, đàn bà chế biến các món ăn dân tộc truyền thống của đồng bào miền núi để làm lễ tế thần, cầu mùa màng sinh sôi, con người phồn thịnh. Hàng năm ra riêng thì hội cao tuổi của bản Khe Tì là tổ chức làm tết vừa làm lễ cầu an cho mùa màng thêm tổ tươi ạ. Có cả hoạt động vui chơi, thường là mình nhảy sạp, rồi là lém con, rồi bà đá bóng chuyền, rồi đánh chông chén. Chúng tôi đồng có các món, một là món mọc gà, thứ hai là đi lấy phân công người đi lấy chuối rừng về để tổ chức làm cánh chuột, lấy các món chúc. Món mọc này là không thể thiếu được. Trong lễ mầm cúng, chúng tôi thường là theo dân tộc của miền núi của chúng tôi. Bên cạnh việc chuẩn bị vật cúng tế, người dân trong bản cũng chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đây cũng là lúc không khí vui vẻ, sôi động với các trò chơi, ném còn, nhảy sạp, đánh cồng chiêng, hái hoa dân chủ, thi văn nghệ giữa các cụm bản, bóng đá, bóng chuyền. Không phải riêng bản Khe Tì mà toàn huyện Kỳ Sơn đều là qua xuân, qua Tết Nguyên đán, qua Tết tổ chức mừng xuân đón Tết cho các cụ, để động viên các cụ là sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm phong tục tập quán để cầu mưa, cầu gió, mưa thuận gió hòa, được mùa được màng và cho thần linh phù hộ cho dân bản được an khang thịnh vượng. Lễ hội cầu an cho bản mường có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Thái, Khơ Mú Kỳ Sơn nói riêng và nhiều địa phương khác nói chung. Vì thế, việc lưu giữ và bảo tồn lễ hội này không chỉ là tiếp nối, khơi dậy, phát huy truyền thống văn hóa. Hơn thế, còn là việc làm thiết thực, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm 2017 này, các bệnh viện công lập đã thực hiện tự chủ, tự túc kinh phí để trả lương, phụ cấp lương và đảm bảo mọi mặt hoạt động khác, nhằm duy trì sự ổn định của đơn vị và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đã có sự chủ động đón đầu cơ chế mới. Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đón hơn 350 người đến khám điều trị. Số lượng bệnh nhân đông nhưng không có tình trạng xen lấn, xô đẩy, bởi mọi người yên tâm chờ đợi đến lượt theo hệ thống phát số và kiểm soát số tự động.
việc đón tiếp bệnh nhân cũng đã có nhiều sự thay đổi. Theo đó, bệnh viện đã tăng từ 4 bàn lên 6 bàn đón tiếp bệnh nhân, thực hiện phân luồng đối tượng khám bệnh. Phần mềm quản lý bệnh viện đã được nâng cấp, đảm bảo các dữ liệu chuyển nhanh, đầy đủ, chính xác và kết nối toàn đơn vị. Các bác sĩ chuyên khoa sâu và các bác sĩ có năng lực đã được cử ra tham gia khám bệnh, đã làm hài lòng người bệnh ngay từ khâu đầu tiên. Người bệnh đến, người ta có một cái tính thoải mái về mặt tinh thần và cái vui vẻ trong đi thăm khám. Các đồng chí nhân viên phục vụ ở các phòng thì cũng hướng dẫn tận tình, chú đáo. Rồi thành lập mới một cái số và cái bàn hướng dẫn để cho tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đi xuống thăm khám được một cách nhanh chóng, thuận lợi, và cũng như thế là cũng là một phần nào động viên được cho người bệnh. Với mục tiêu khám chữa bệnh nội ngoại trú đạt 260.000 lượt người, công suất giường bệnh đạt 110%. Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc xác định nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ở mức cao nhất, phục vụ người bệnh mọi lúc, mọi nơi. Tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, chú trọng phát triển các kỹ thuật mới như kỹ thuật lấy sỏi niệu quản, nội soi đường lương hông, chọc sinh khiết tế bào tuyến giáp, tuyến vú, u da. Duy trì thường quy nhiều kỹ thuật tuyến tỉnh như thở máy xâm nhập, không xâm nhập, khám chữa bệnh tiểu đường. Phát triển thường quy kỹ thuật mổ nội soi, mổ kết hợp xương. Các xét nghiệm miễn dịch, đo loãng xương, máy cắt tiêu bản cũng được triển khai thực hiện. Cùng với đó, bệnh viện mở rộng các kỹ thuật giải phẫu bệnh, xét nghiệm tế bào, xét nghiệm miễn dịch và triển khai hoạt động thận nhân tạo vào cuối năm nay. Chúng tôi đón tiếp bệnh nhân, tăng tinh thần phục vụ và phục vụ một cách nhiệt tình và chú đáo. Giờ giấc và tất cả các chấp hành của nhân viên của khoa thì rất là chuẩn mực. Riêng về chuyên môn ý, thì chúng tôi cố gắng nâng cấp. Hiện tại bây giờ thì khoa sản chúng tôi được phẫu thuật nội soi cả hai bác sĩ, và chúng tôi là một trong những khoa mà có lẽ dẫn đầu số lượng bệnh nhân. Nhờ có những giải pháp vừa mang tính toàn diện vừa thiết thực, nên bước đầu Bệnh viện Đa khoa huyện đã chủ động hơn trong thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công và Nghị định 85 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập. Ngay trong tháng 1 năm 2017, đã có 6.200 người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, trong đó bệnh nhân nội trú 893 người, tăng 35,5%, bệnh nhân ngoại trú 4.125 người, tăng 26%. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 108,1%, tăng 28% so với cùng kỳ. Bệnh viện luôn xác định là người bệnh là hàng đầu, là trung tâm trong mọi hoạt động của bệnh viện. Và bệnh viện luôn xác định phải tiếp tục phục vụ và phục vụ tốt hơn nữa. Do đó bệnh viện đã tranh thủ được các cái nguồn đầu tư của nhà nước từ những năm trước để đầu tư cơ sở trang thiết bị, nhà cửa, buồng phòng để đảm bảo người bệnh đến được phục vụ tốt hơn và hài lòng với cái chất lượng dịch vụ mà bệnh viện đem lại. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đang phấn đấu đạt danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2017, từng bước thực hiện lộ trình xây dựng đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đến từ các địa phương Con Cuông, Yên Thành và thành phố Vinh. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.